mình đi tới chùa ứng quả tâm Bồ Tát. Vô bỏ dép nha cả nhà. Ba mươi hai tượng Phật ngay cả nhà để hoan ăn.
không muốn đâu. Vô xong hả? Rồi. Tại đi vô là phải vô đi. Đẹp quá. Không để qua. Cổng cả đoàn mình đi. Chị Nga lễ Phật rồi hả? Rồi. Rồi xong rồi. Ngồi đi xíu đã. Má. Lễ Phật bằng lễ cho bằng lao động tốt. Vậy hai gãy ra hả vậy ha? Rồi. Lại đi. Lại. Cô đứng quay giùm con. Con quay để lâu lâu ha, con gà vậy ha. Rồi. Cô vô đây. Cô đi vòng 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 cô quay hết cái mẹ nào qua lại tôi quay bà trước không quay đó đi không thấy rồi quay bạn cãi nó cũng nhẵn á mình đánh lên thoải mái lên nó cũng
Thì ra sao đó hả? Tham quan. Chưa đi lần nào hết. Chùa này ở Cần Thơ mà. Chưa có đi qua lần nào hết. Nãy chùa. Nãy chùa kia con đâu có quay. Nãy mình mới đi á hả má. Ờ bằng cây gỗ không. Mấy chậu sen rồi, không bông có bông vậy. Trong chùa cảm thấy sen xuống. Đó, mình quay cho cả nhà coi trời nè. Che hết rồi. Con cho đi á hả? Không cho đi. Cậu quen. Trăng đạo ở đời vui đạo hạnh. Cái lái mà nó nhắm, đang chị đeo qua sẵn đó, cái đó quá. Phòng y tế. Mà kia kìa. Ờ, múc ngoài kia. Đó, đó. Chắc ngoài đó đó. Đi chạy riết ra bãi kìa. Có bãi đi không? Đi, đi không, không, dạ. Đi, đi, biết đi xe rồi à. Không phải hả? Đi nãy mình đi vô đó, mình đi ra đường này. Đi vòng rồi nè ra. Ừ. Đi thẳng ra nguyên mình lại đó. Không có má ơi. Không phải. Cái gì vậy nó giống quá. Nhà biết nhà ăn. Hỏi người ta nó không có cái gì. Nó thấy nó để ra đồ nó. Ừ. Quanh ra luôn má ơi. Mà tự thế thích chụp hình đâu kêu chụp chứ nha. Ừ, có cô bán nè mà chụp cho tao đi. Rồi đưa anh. Chụp cái tấm. Chụp cái nào. Chụp hai chị em đi. Chụp nào. Chụp cái cảnh nào đẹp á mà chụp cái cơ. Mới mở thì sao? Đây, bên hồng. Đặt bên đây. Đây. Ừ. Ở chỗ nào? Đây, đây, đây.
Cái ô chụp hình đâu á? Cô bữa nãy kiếm nhà vệ sinh đúng không? Ừ. Rồi đi xuống dưới đây nè cô ơi. Nè nè. Năm ơi. Đằng này nè. Đó. Chỗ nào đẹp đẹp. Đi thẳng xuống đó là quẹo. Trúc Lâm, Phương Nam. Cái chỗ nào mà cho nó. Rồi đi. Cái đèn.